các bạn thân mến, xin đóng góp vào cái diễn đàn chim cú hang gáy hay, một cái đôi bố mẹ chim hồng đấy. Các bạn có thể nhìn thấy nó cụ thể hơn là như này. Bị ngược sáng, hình ảnh nó không được đầy lắm. Đây, tạm thời đây. Đây là con trống nhé. Chim này màu nó là màu lạ, chân nó đỏ, người nó màu hồng hồng nhạt, và gáy thì nó gáy con này rộng pha khoảng 85%. Gáy rồi có đảm bảo, nuôi từ nhỏ rất là thuần. Đấy, đây là con trống. Đây là con mái. Các bạn thích thì có thể giao lưu. Con này thì, cặp này thì 2 triệu là đôi bố mẹ rồi. Đấy, thì bên mình là có đảm bảo là chim này đã gáy rồi, con chim trống này về là gáy luôn. Nếu các bạn thích có thể alo theo cái số điện thoại là 01 63 5305 982. Quay sang bên này có sáng hơn không? Ok, bên này kia có vẻ sáng hơn chút.